Mến chào cô chú anh chị, hôm nay là 26 tây tháng 6. Ngân có về mấy cái cây đây. Rất là nhiều cây mới nha. Mẫu mới, cây mới. First mình vô Echi trước nha. Tại vì khách của Ngân thích Echi. Ngân sẽ báo giá Echi trước cho mọi người mua ha. Alright. $20. Cái này là móng ruốc rồng mà 3 hết. Còn này là móng ruốc rồng có hơn hết nha. Cái này là 18. $18. Cái này là 25. $25. Cái này là 15. $15. Cái này là 20. $20. Cái này là 40. $40. Cái này 15. $15. Cái này là 20, vừa crack vừa bông luôn. $20. Cái này là cái gì à? Hà hoa thơm va nha, 100 đồng lận nha. Cục hoa. Cái này hàng rare. 100 đồng hà hoa thơm mà cánh dày mà có va nha mọi người. Cái này sẽ lớn lên nó sẽ rất là đẹp. Cái gì dễ trồng lắm nha mọi người. Nè. 3 hết. Cái này là 35. $35. 20. $20. Cái này vừa fresh mà vừa bông thường luôn nha. 15. $15. Cái này là variegated Mr. Richard variegated đồ Korea nha. Cái này là 25. $25. Cupid Fox variegated mà thân thụ. 20. $20. Bì dâm xe bên cây bự nha. 60. $60. Cái này là 20. $20. Cái này là sỏi hồng mà loại dài mà lên một có mối đỏ nha. 10. Cái này 5. Ok, this one 10. This one $5. Rồi còn cái này là variegated nha. Cái này để mọi người là 20. Variegated bông nhỏ 20. Cái này để mọi người là 50. Cái này cái chùm này để mọi người là 60. Variegated. Cái này là 65. $65. Cái này 60. $60. Rồi. Mấy cái này là 25, 25. $25 each. Cái này variegated mà bên nhà variegated 30. $30. Cái bự là 50. $50. Cái này hàng rare. Còn này wimpy 45. $45. Cái này là màu xanh trắng hồng 45. Ở bên Việt Nam mình gọi là cái gì ta? Monroe. Rồi, ok. Rồi xong cái dòng của IG ha. Cái này là Red Champagne. $28. Cái này là 10. $10. Ok. Chị Hương rất là cảm ơn. Rồi qua bên đây ha. Cái là xong IG. Bây giờ tới mấy cái hàng. Giờ mới tới hàng chùm nha. Mấy cái này hàng mẫu mới về free. Cái này nó sẽ lên va màu cam nha, bông giống như cánh sen ha. Cái này là hàng va lên màu cam bông cánh sen. Chùm này để cho mọi người là gãy rồi. Cái này để cho mọi người gãy cành nha, để cho mọi người 60.
60 dollar. Chùm này 60. Còn mấy chùm bự. Chùm bự này thì là 80. 80 dollar. Còn mấy chùm này còn lại á là 70 hết nha mọi người. 70 dollar each. 70. Nó sẽ lên màu màu vàng vàng, cam cam, hồng hồng nha. Vàng cam hồng, cái này hàng va nha. Cái này màu sẽ lên rất là tự nhiên nha. Màu tự nhiên mà nó có màu nha. Vàng cam hồng. Mà cánh nó sắc sảo lắm mọi người. Nha. Rồi. Coi như giờ trong cái thùng chỗ này là 70 đồng một chùm hết phải không? Dạ, yeah, chỉ có chùm bự nhất là 80 thôi. Ok. Ha? Còn lại là 70 hết. 70 dollar is. Nè, cái chùm bự nhất này là 80 thôi. This one bigger. Uh-huh. Còn lại là 70 hết. Còn cái chùm này thì là 60. Nó cả hình canh nè, là 60. Mua thì mua về để giống nha. Ok, yeah. Chỉ có một cái này 60 là nó gãy hết một nhánh. Cái loại này loại mới á mọi người, mà đẹp lắm á. Nó sẽ rất là đẹp. Nó sẽ lên rất là đẹp, màu mới. Mới về luôn á. Mấy cái màu này màu rare nè, ít người có. Ai lấy chùm bự nhất thì 80 nha. Rồi. Còn lại là 70, 70. Có một chùm gãy hình canh là 60 ha. Uh-huh. Rồi ok, giờ mình tới này. Cái này là teacup. Teacup nha. Cái này chùm như vậy là cái này chùm này mình để cho mọi người là 60 nha. Cái loại này mới về nè. 60 một chùm nha. $60, cái nào cũng vậy hết hả? Dạ 60 hết mọi người. $60 ít. 60 hết. Ừ. Rồi, đó, ai thích cái nào lựa chùm mình nha, 60, 60 nha. Rồi, 60. Cái này cũng màu mới thôi nè, khác nữa. Cái màu này thì 65 đồng. 65. Cái màu này lên đẹp dữ lắm mọi người. Nè. Ừ, thấy này. Cái màu này lên rất là đẹp luôn, nó lên giống như là cánh sen vậy đó. Nè, mọi người nhìn nè. Cái này thì 65 đồng một chùm nha. 65 dollar ít. À, con. Hai con. Đi chơi cho vui không? Dạ vui. Cái này là 65 đồng một chùm. 65 dollar. Cái loại này hiếm lắm nè, nó sẽ lên màu rất là đẹp luôn á. Nó lên giống như là bông sen hồng mà cánh dày á. 65 đồng một chùm. Yeah. Mấy cái này là loại rare nè mọi người. Đây. 65. Certified. Thôi bây giờ ai muốn lấy mẫu nào trong cái đống này Ngân để 60 hết đi nha. Cho nó dễ tính hết. Sorry. 60 hết á. Là những cái mẫu này là những cái mẫu mới mà mẫu rare nè. Toàn bộ là mẫu re hết á. Okay. 60 một chùm nó giống nhau hết, nó không khác gì giống nhau ha. Mà toàn là màu re không. Màu mới đó là ít. Mấy cái mẫu này mình trưng trong mấy chậu truy đi á, nó sang mà nó dễ thương lắm. Những mẫu mới là 60 nha. Rồi ok. Giờ mình qua tới những mẫu mới nữa. Cái này màu khác nữa nè. Cái này thì để cho mọi người là 75 đồng một chùm nha. 75. Mấy cái mẫu này là mình trưng trong chậu truy đi á, cái đó thôi hả? 75 đồng một chùm. 75 dollar. Each. Each. Dạ, 75 đồng một chùm nha. 75 dollar each. 75 đồng một chùm. 75 đồng một chùm ha. Cái này là con mình có cái crack của nó nè. Cái đó cái chùm. Cái khoét của nó đây. Ê, như vậy kìa. Mọi người có thể mua như vậy để ghép vô. Một cây khoét vô một cây. Cây thường. Ha. Đó, thấy không? Ghép vô như vậy nó rất là đẹp ha. Cây khoét này thì là 140 đồng. 140 for the bracket. Hàng qua. Cái thân mà nó lên như vậy á, nó dày dữ lắm mọi người. Thấy không? Nó dày dữ lắm ha. Cái màu nó đi chung với vậy là một set. Cái này màu đẹp lắm mọi người ha.
tí nữa Hương sẽ quay phát cho mọi người. Đó, cái loại này nó đẹp dữ lắm mọi người, nhìn nè. Những cái mẫu này nhỏ nhưng mà rất là đẹp luôn á. Cái màu sẽ lên đẹp lắm, cái vai nó đậm nét lắm mọi người ha. Đó, lựa giùm em. Rồi cái red nè, red vai, red vai. Cái này, cái này cao to nha mọi người. Cái này 190 đồng nha, 190. Cái này mà mình có thể ghép với cái này. Cái đó là cái loại nào vậy? Cái đó hả? Loại khác nhau nha mọi người. Cái đó mình có thể ghép với cái này ha. Đó, nó sẽ rất là đẹp. Hoặc là không, mình ghép với loại chùm này cũng ok. Được không chị Hương? Thấy như nó hơi chỗ chỗ. Cái này được không? Hay để cho nó một mình thôi. Tôi thấy như để nó một mình nó hay. Nhìn nó đẹp không? Cái này nó đẹp, cái thân dài lắm nha, 190, rất là dài cao nha, một gang tay. Hai gang tay. Ha, 190 ha. Mấy cây đợt này giờ là những cây mát già không ạ? À? Còn cái này là 170. 170 đô la. Còn cây này nó đẹp. Cây này nhiều không? Cái này dáng giữ điệu thục nữ lắm nè. Cái này thì là 190 luôn nha mọi người. 190. Mình có thể ghép hai cây lại với nhau đi. Cùng một giống. Hai ba cây lại với nhau ha. 190. Cây này 190 nha. Rất là dày. Những cái cây màu mà dày giống như vậy là khó chết lắm. Rất là dễ trồng. 190 nha mọi người. Cây nhỏ hơn. 140. 140. Cây này thì là 150. 150. Cái này, cái này ghép đơn giày cũng đẹp. Cái này 160. 160. Cái này, cái này là red voodoo mà lên red tịch ha. Ba bông đỏ 140 đồng. 140. Bông đỏ dáng đẹp. Dán cũng đẹp luôn. 180 đồng. 180. Cái này là dán bonsai. Cái này hàng vàng. 180. Ok. Cái này cũng đẹp. 190. 190. Rồi sao? Cây này, cây này là 220 đồng. 220. Cây này bông đẹp lắm. Cái này hàng va mọi người ha. 220 đồng. Rồi ok. Còn tới cái này hàng chùm hay quản. Cây này là 80 đồng. 80 đô la. Cái này là hàng tròn cánh. Cái này sẽ lên đẹp lắm á. Để mọi người để mình có cái cây mẫu nào không ta. I'll show you cây mẫu. Ok, yeah. Cây này là 120 đồng. 120. Có rẻ rồi ha. 120 đồng có rẻ rồi. Còn đây là cây mới, mới về đây. Cái này là mới về của nó hả? Mới về của nó. Như cái này này là 80 đồng luôn đi. 80 đô la. Còn cái size này thì nè,
Cái này thì là 90 đồng. Này thì đó là cái loại này lên màu đẹp lắm nha mọi người. Cái này 90. Chung trồng một chùm, cái loại này là mắc tiền nhất trong băng. Cái này thì là 90 đồng một chùm. Này thì đó là cái này. Đó nó sẽ lên như vậy nha mọi người. Cái màu nó lên đó phải không? Uh-huh. Ok. Rồi. Ok, rồi mình tới cái này đi. Giờ mình có cây hai màu bự. Cái hai màu Nguyễn Sa này là sa khổng lồ này. Qua đây mình chiếu cây Nguyễn Sa hai khổng lồ cho mọi người xem. Cây này 150 nha mọi người. 150. Rất là bự nha. Mấy chục. Cái này sa khổng lồ hết 150 nha. Okay, hai màu. Hai loại trong đây. Chỉ có một cây rồi. Uh-huh. Chỉ có rồi đó. Cây này bữa nay nó ra rẻ. 150 đồng nha. Nó là tới 50-60 hết rồi ạ. Vừa có plantum middle nè. Ha, vừa có deficient pinnated ở trong đây. Ha. Rất là nhiều màu mốt lớn lên đẹp dữ lắm ha. Giống như là hai cây nhưng mà actually chỉ là còn một rễ nè, mọi người thấy không? Một rễ thôi. 150 nha. Rồi. Nè, còn đây là cây một màu. Cây một màu 150. Hoàn ăn rồi. Cái này cũng 150 luôn. Rất là bự nha mọi người. Những cái size này là size bự. Cây này cũng 150 luôn. Cây này mà bự lên mà nở mới lên màu nữa là ngưng bán tới 200. 150 ha. Ok. Rất là bự. Cái này thì 180. 180. Cái này bự hơn. Cái này bự lắm. Này nhìn cái bông. Uh-huh. Tất cả là đều có rẻ hết rồi nha. 180. Rồi. Chờ đi tới cây khác. Cây này. Cây này là cây này nhỏ nè. Cũng có rẻ luôn nè. Cây này để cho mọi người 90 nha. Này thì đó. Cái này là green poison đó. Green Poison Variegated nè. Ha. 90. Còn cây này thì là 140 đồng. 140. Ừ. Hình như cái cánh lá hơi khác á. Yeah. Cái này cây cánh lá bự, cái này cái cánh lá nhuyễn tròn hơn. Ha. Ừ. Này những cái cánh lá khác hơn. Những cây này là những cây bự nha mọi người. Đó. Cây bự bên đây trời. Nhỏ hơn. Không nó luôn chứ. Nó luôn. Nhưng mà cái này cái vai nó đẹp, còn đẹp hơn, nó có hấp môn. Ok. Nhà cái vai nó đẹp hơn luôn. Nó màu xanh trắng. Xanh trắng vàng. Mà mốt nó có ra viền hồng nữa. 150 đồng nha. 150. Cái này single head, ai muốn lấy giống nha, 10 đồng nha, rất là cao, có rẻ luôn rồi. $10 for single head. Ồ, đây là cái crest của nó. Cái crest của cây này nha mọi người. Cây crest này 200 nha mọi người. $200. Va nha, cái này là hàng va. 200 đồng. Cái này hàng va, nó sẽ lên màu này ha mọi người. Nè, đây là cái va của nó đang hiện lên nè. Cái này hiếm lắm. Nó size này xanh trắng vàng mà nó hiếm lắm, 200 nha mọi người. Ok, cái này 200. Ừ. Cái này thì là 220. Cây này nó có cái này có một bông thường kế bên nè. Ừ. Không, có một bông thường, cái này là đồ hiếm nè. Và có
rẻ hết rồi nha, yên tâm không chết. Cái này 220. Cái này cũng nó luôn 120. Cái này đồ hiếm nha, 120. Cái này người ta bán single hát thôi á. Single hát người ta bán 40, 50 gì đó. Còn cái này nguyên mình của mình luôn, một chùm luôn á. Như 150. 150. Khoảng 4-50 hát kìa. 150. Rồi đây mình có cây mai kì nữa nè. Mấy cái mẫu này, mấy mẫu màu mới mai gì nè. Cây này lên màu đẹp. Cây này đã mọi người 100 nha. $100. Những cái mẫu này là mẫu mẫu rare mà tất cả đều có rẻ hết rồi nha, là mọi người không có sợ ha. 100. Rồi bây giờ mình tới mẫu rồi. Cái này va luôn ha, cái này là rất là bự. Cái này 170 đồng nha. 170. Cái này hiếm, hiếm gặp lắm. Hôm bữa bán cốc crack 250, bán mất tiêu rồi, bán tung rồi, video mới lên á, cách đây 2 ngày á. Còn cái này hàng chùm nha, chị nào hôm bữa mới lấy cái crack 200 mấy á, bây giờ đây là cái chùm của nó nè chị. À, có muốn thì lấy cái này fully rooted nha, cái này của em 170 nha. Ok, 170. Cái này làm giống được không? 170, chị bấm start cho em. Bây giờ mình tới vui đùa. Cái vui đùa khổng lồ là 140 đồng. 140. Một gang. Quay cái này phải lấy thước đo cho mấy chị. Bây giờ mình tới mấy cây vui đùa mà cổ thụ. Cái này chị nói chứ cái này lantern. Cái này là lantern. Rồi bây giờ mình tới mấy cái cây plantain. Mấy cây này rất là dài, 25 inches. 25 inch nha, lantern nha, 140. 140. Rất là dày ha, va từ trong chuông nè. 140 cây, một cây nha, cây già ha. Cây nào cũng 140 hết. Ai thích nào lựa đó. Cái lantern nó lên đẹp liễu lắm á. Mất cho ngân 2 tháng nha. Đó, cũng 140, 140 thích nào chụp hình ngân ha. Rồi 140. Còn ai mà muốn có cây nhỏ thì đây. Cây nhỏ lùng hơn. Vô để xuống đi, vô đo thấy chưa? 16. 16. Hả? 16 inches. 16 inches. 100 nha. $100. 16 inches. Nhưng mà nhiều 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 bông lắm. Thấy trong đó như có cây lớn cái nhỏ đó. Cái nào cũng giống nhau hết á. 100 chùm. $100 each. 100 chùm. Đó. Muốn lựa nào lựa nha, Ngân sẽ quay sau cho mọi người ha. Bây giờ mình cứ nhắm chừng vậy đi. Rồi ai thích thì Ngân sẽ đó cứ nè, cái bông nè. Cái mặt bông. Những mà cây mà già dày giống như vậy là khó chết lắm. Rất là dễ trồng ha. Rất là đẹp. Rất là cao. 140. Rồi ok, mình tới hàng chùm lên. Sỏi va nha mọi người. Sỏi va. Sỏi va này để cho mọi người 75 đồng một chùm nha. $75. Một chùm, chùm nào cũng 75. Chùm nào cũng 75. Ừ, chùm nào $75 each. Ai thích chùm nào lựa chùm đó nha, sỏi va nha. Nè, 75 đồng một chùm. 75. 75. 75. Ha, rồi xong. Rồi mình tới cái này va luôn.
Cái này gì? Cái này là cái này là bông này va nè. Cái này cũng 75 một cái nha. $75. Cái này dòng Echi nha, 75 đồng một cái. Nó cũng rare lắm, nó giống như Cupid Fork nhưng mà nó là xanh trắng hồng, nó là credit nha, 75 nha, hàng rare. 75 đồng một cái, 75 đồng một cái. Mình có cái này. Cái này thì 70. $70. Hàng rare nha, hàng va nha, 70. Rồi. Con này diamond va. Diamond va. Diamond va là 80 một cái nha. $80. Diamond va 80 nha. Cái này hàng mắc tiền lắm, cái này bữa trước về là tới 250 lần đó. Xong mà bán hết, rồi sau đó đợi về đợt 2 thì bán là 90. Cái này là 75 nha. $75 luôn nha. Ờ 75 sorry sorry. Ờ 75. $75. 75. Diamond va ha, 75. Còn đây mình không va 90. Nhưng mà cái này mình không va này sẽ là màu cam. 90. Cái này rất là bự nha. 90 đồng. 90 đồng. Rồi, tiếp tục. Cái này. Cái này là hàng va, crush va ha. Cái này là 40 nha. $40. Cái này là cái sơ lên đuôi cá nha. Cái này thì là 45 đồng. What? 45 đồng. Va nha mọi $45. Còn cái này thì là 60. $60. Look at this. Hàng va nha mọi người. Cái này hàng rare, ti cấp va. 60 ha. Rare ti cấp va. Rồi bây giờ mình tới cây Lancome Lido. Mình có cây Lancome Lido. Cái này. Cái này. Lantern middle. Dài 25 inch nha mọi người. Cái này dài 25 inch. Cái này mình đang bán là 160 đồng. 160. 160 nha mọi người. Rất là bự. Lantern middle nha mọi người. Có tên Ngân sẽ gửi cho tên Farm nha. Lantern Middle 160. Cây nào cũng bự hết mọi người ha. Cũng giá hết hả? 160 hết á. 160 for the... for Lantern Middle. Uh-huh. 160 hết ha. Mình có cái crack lantern đi đồ ra nha. Một cây. Rồi dạ vô. Cái này 190 đồng nha. 190. Cái này crack của lantern đi đồ. 190 nha, hàng va nha. Nó là của cái crack này mà cái crack này không có va, còn cái này của mình có va nè. Rồi. Cây này thì không có va phải không? Uh-huh. Cây này không có va, cái này có va nè. 190 nha, cái này lớn múc lên đẹp lắm á. Đó, cái crack của nó luôn nè. Look at this. Mai mốt cái bông nó lên đỏ to ra đẹp lắm nha mọi người. Look at this. Rồi. Cái này là 18 inch nha mọi người. 140 đồng. 140. Phan phan phan. Cái này để đưa cái bông. Rồi. Cũng là hàng ve luôn hàng. 140. Rồi cái crack. Giờ mình tới mấy cái crack nha. Ở đây mình có mấy cái crack va. Đây này. Ồ, cái này. Cái này hàng chùm.
Cái này là hay lan nha. Hay lan này có rễ rồi không? Hay lan này là để cho mọi người là 95 đồng nha. Hay lan. Nó giống như bông sen mà cánh dày nha mọi người. 95 đồng. Này nó là cây này. Ok. 95. Ok, bây giờ mình tới cái khoét. Mấy cái khoét này nãy giờ báo giá chưa ta? Chưa. Hàng qua không à? Cái này là 150. 150. Cây này là cái dáng đẹp hơn nè. Không bị gãy gì hết. 160 đồng. Mấy cái này dễ trồng nha Ngân. Ngân trồng cây này không thấy chết nha. Lên màu đỏ nha. Cây này thì là 130. Còn cây này thì là 200. $200. Cây này mốt lớn lên dáng đẹp lắm. Mập tù lưu nha. Cây này là đỏ lét giống như cây mà 800 luôn. Còn cây này là 200 đồng. $200. Cái này có cái bông thường nè. Cái này 200 ha. Rồi. Mấy cái này là đang là tổng lượng. Rồi được chữ không? Rồi qua tới mấy cái red resin driver. Rồi cái này là resin driver nha. Mấy cô chú anh chị đang kiếm resin driver thì cái này bữa giờ cả bà con cô bác ai cũng trồng được hết á, không có bị chết nha. Chị cái này để cho mọi người là 150 đồng ha. 150. Cái bự không gãy không lỗi gì hết á, mày rất là dày nha. 150 đồng luôn. 150 thôi. Không gãy không lỗi. Ồ, cái này nó có cái chỗ này chút xíu. Cái này mình đợi cho mọi người là 130 đồng ha. 130. Cái này là lên nhiều màu lắm mọi người. Bên bông nhiều màu lắm. Là khách đang săn lùng cây này á. Thì cây này rất là đẹp. Cây này thì là 190 đồng. 190. Cái này dễ trồng lắm. Rất ư là dễ trồng. Thấy sofa ai trồng cây này cũng sống hết mà. Lên màu đẹp lắm. 7 màu hết. Dễ trồng vô cùng luôn. Rồi, cây này là 190. Cây này thì dáng rất là đẹp. 190 luôn. Cái dáng cây này đẹp nè. Bonsai. Rồi bây giờ mình có cây này giá cực kỳ đẹp. 200 đồng. 200 đồng. Rồi. Ok. Mình trồng một thời gian nó cũng sẽ dày giống như cái cây này nè. Nhưng mà bông nó đẹp lắm mọi người. Mọi người trồng cho mát thôi. Nè, nó cũng sẽ dày lắm. Cách tham thôi ha. Là dày giống như vậy thôi. Nha. Rồi, bây giờ tới custard. Mấy phút rồi chị? Cái lưng hương $60. Cái này lên màu đỏ như móng tay. Đỏ, sỏi nha mọi người, màu mới. 60, con này bốn cái custard của em đi. Lên bông màu cam đó chị Hương. Uh-huh. Nó lên bông màu cam nó nở đẹp lắm. Này nhiêu? 250. 250. Cái này nó lên bông màu cam đẹp lắm mọi người. Còn va. Cái bông đó nè. Rồi, khoát 250 ha. Ừ. Rồi. Tiếp cái video này. Rồi. Cây này có baby 150 nha mọi người. 150. Rất là dày. Nhìn nè, bắt của bọn. Baby nè, nhóc luôn. Uh-huh. 150 đồng ha. Rồi. Ok. Đây là cái cây Davi nè. À nãy cái cây đỏ đỏ mình xài trong góc thôi. Cây em mới về 150 đó. Mọi người thấy không? Cây đỏ nó mốt sẽ lên vai giống như cây này á. Red Sun Rye. Không phải Red Voodoo á. Oh, Red Voodoo. Okay. Red Voodoo. Red Voodoo. Oh, cây này cũng đẹp, mình chiếu cây này. Cây này là 180 đồng. 180. Rồi. Ok. Rồi mấy cục này ha. Uh-huh. Mấy cục này có mấy chiếu đàn mua nè. Ok, nói đi. Mấy cục này nha. 45. Quay chỉ lại. 45.
45, 30, 25, 25. À, cục này thì là 70, 70, 70, 20, 60, 60. Cục này là màu cam. Look. Đẹp chưa? Wow, quá trời bóng màu cam luôn nghe. Đang nhú 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 lên nè. Màu orange. Cục này 100 nha mọi người. Nó đặt lên credit nha mọi người. Nó lên credit rồi. 100 đồng nha, bông cam nha, hàng rare. Còn cục này là 40, 40 mông rô nha. 40. Còn cái này là 150 đồng. 150 for the cactus. Cái này 150. 150. Còn cái này 70. $70. 70. $70. Rồi à. Rồi có cục này. 120. 120. 120. Cục này 40. $40. Cục này là 50. $50. Cái này 10 đồng. $10. Cái này 20. $20. Cái này 40. $40. Cái này là 50. $50. Hàng vàng. Cái này cục vàng 45 đồng. $45. Rồi mấy cái này thì 30 một hết. 30, 30, 30, 30, 30. Ok. Rồi, ok. Và các em chiên ở trong đây. Cái này thì là 30. $30. Cái này mồng rô 25. $25. Cái này variegated 30. $30. Rồi. Có hàng chùm đây nữa. Cái này mình cho đi hàng chùm ha. Cái hàng chùm này 80. $20. Thôi đẹp quá. 80 đồng nha mọi người. Có một cây cái hàng chùm đủ màu trong đây. Cây này 100. $100. Là có nghĩa là 3-4 màu cho một cây đó mọi người. Nè. Nó tỉnh nhanh lắm mọi người, để không mát là nó tỉnh ha. Nè, để không mát là bà tỉnh ha. Rồi, xong. Xong cái video này đi chị. Để ok rồi. Mình ngưng ở đây nha.